Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba con giáp có vận may đổi vận bất ngờ trong ngày thứ năm 30 tháng 7 năm 2020 có tài lộc đại hỷ đến nhà nhé. Đầu tiên á, ngày này là ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý, và thứ nhất là bạn tuổi Dần. Bạn trong ngày này bạn gặp được quý nhân tam hợp dẫn đường chỉ lối, và bạn tuổi Dần bạn biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Bạn tuổi Dần bạn chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với một nửa mà mình thầm thương trộm nhớ nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, đối với những cặp đôi thì đang có cái sự rạn nứt nhưng đã nhanh chóng hàn gắn được tình cảm trở lại rồi đó. Cái mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khăng khít rất chi là nhiều lần, bởi bạn tuổi Dần bạn biết trân trọng những gì mình suýt đánh mất đi đó bạn nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn mệnh tuổi Dần, ngày này là ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý, bạn cũng đang có được thiên tài trợ mệnh. Quả là một ngày rất chi là may mắn đối với bạn tuổi Dần khi mà bạn đang được thần tài ân chuẩn đứng bên bạn giúp đỡ cho bạn. Bạn mệnh biết cách nắm bắt được cái cơ hội ngay khi nó đến bên cạnh mình, thu về tiền đầy tay bạn tuổi Dần nhé. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì có lộc bất ngờ, hay là những bạn làm những cái công việc liên quan đến tiền bạc cũng rất chi là thuận lợi luôn nhé. Bạn tuổi Dần trong ngày này tài lộc dồi dào, may mắn trong cái chuyện tiền bạc lẫn cả cái chuyện tình cảm của bạn được thăng hoa, nhân duyên thì được vượng phát, gia đình thì rất chi là êm ấm hạnh phúc nhé. Con giáp thứ hai được may mắn trong cái chuyện tiền bạc, đại hỷ đại lộc trong ngày thứ năm 30 tháng 7 năm 2020, bạn dự đoán xem là ai nhé. Chúng tôi bật mí, con giáp thứ hai được may mắn đại lộc đại hỷ trong ngày này đó chính là bạn tuổi Mão. Chúng tôi chúc mừng bạn nhé. Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý, và bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày Mão Tuất nhị hợp thủy cục. Cho nên trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn khá chi là may mắn. Và bạn tuổi Mão, bạn là người biết mang đến tiếng cười cho người thân, gia đình, để cái không khí gia đình luôn luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc đó nhá. Bạn tuổi Mão, bạn có tài năng và không phải ai cũng có được cái điều đó như bạn. Bạn rèn luyện với trái tim của mình, yêu và hiểu là có thể làm được đó bạn tuổi Mão nhá. Và bạn tuổi Mão, nếu có thời gian rảnh thì trong ngày này bạn cần phải đi chơi, đi hướng hỷ thần hoặc tài thần nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, tài chính của bạn báo hiệu tin vui trong ngày, thu nhập được ổn định. Những bạn kinh doanh buôn bán hay là những cái chuyện liên quan đến tiền bạc thì có thu được tiền đầy tay, được chi tiêu theo cái ý muốn của mình, không gặp phải cái trở ngại nào quá lớn. Và trong tương lai bạn tuổi Mão, bạn nhớ là cần phải lên kế hoạch về tài chính chi tiết hơn thì cái nguồn thu nhập của bạn sẽ tốt hơn, ổn định hơn nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, tiền bạc không phải lân là vấn đề với bạn, và đặc biệt là cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt nhé. Tình cảm hài hòa, gia đình hạnh phúc, nhân duyên vừa ý, cuộc sống rất chi là ấm êm với bạn. Và con giáp được may mắn tiếp theo trong ngày thứ năm 30 tháng 7 năm 2020 là ai? Các bạn cùng theo dõi nhé. Trong ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý, và tử vi bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, cái vận trình của bạn cũng
cực kỳ là tốt nhá. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, về cái chuyện tình cảm của bạn dễ dàng nhận được lời tỏ tình dễ thương lắm đó. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất, cho nên bạn mệnh biết được cái tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng nắm bắt lấy cái cơ hội nhận lời đi bạn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có để cho những cái định kiến xã hội khiến cho mình lầm đường lạc lối mà đưa ra những cái quyết định sai lầm. Bạn cần phải nắm bắt thời cơ, và cái thời cơ ở đây không ai khác, nếu như bạn không nắm bắt mình sẽ hối hận về sau nữa. Bạn và người ấy có thể có cái cuộc hẹn với nhau để nói rõ ràng về tình cảm của đôi bên rồi đó bạn tuổi Ngọ nhá. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, ngày Giáp Tuất tháng Quý Mùi này, bạn đang gặp được chính quan trợ mệnh, công việc của bạn tuổi Tuất rất chi là tốt, bạn khá chi là may mắn và bạn có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm, được cấp trên đánh giá cao, và trong thời gian tới nhất định bạn có thể được tăng lương, thăng cấp nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, công việc của bạn được thuận lợi, rất dễ được đề bạt thăng tiến, cái chuyện tình cảm thì được như ý muốn, đôi lứa xứng đôi vừa ý và biết mình cần gì rồi đó bạn tuổi Ngọ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, hãy đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.